Dạ đi làm cẩn thận nha. Dạ. Dạ. Em đi làm nha. Ừ. Anh trai, khoan hãy đóng cửa anh trai. Có chuyện gì em? À, dạ dạ, chuyện là em đi làm ngang qua đây nhưng mà bây giờ em mất vệ sinh quá. Anh cho em đi nhờ nhà mình cái nha. Em đi nhà vệ sinh công cộng được không? Chứ nhà anh có mình anh ở nhà. Không được. Bây giờ gấp lắm rồi, anh cho em 5 phút thôi. Em nhanh lắm, 5 phút em ra liền à. Nha anh trai. Vậy thôi tranh thủ nha. Dạ anh chứ. Đi thôi anh nè. Dạ. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm nha. Em giới thiệu, em là nhân viên khảo sát thị trường nước hoa. Thì hồi sáng đang làm quanh khu vực này. Em ngại quá, cũng may là gặp anh tốt bụng á. Không sao đâu em, cái chuyện đó ai đâu mà tránh được. À, mà anh ơi, anh giúp em thêm một chuyện nữa được không? Chuyện gì em? Sẵn tiện là bên công ty của em có chiến lược là xem phản ứng của khách hàng với lại sản phẩm nước hoa mới bên em á. Thì anh giúp em trải nghiệm xong rồi cho em cái phản hồi được không? Cũng được, anh thích nước hoa lắm. Đây là sản phẩm nước hoa mới bên em. Dạ, em mời anh trải nghiệm. Đây, đó, anh thấy cái mùi hương sao? Thơm không? Anh thích không anh? Anh trai. Thơm không anh trai? Nhanh chân, nhanh. Bội thu rồi nha, cầm coi. Biến. Sao đồ đạc gì tùm lum rồi? Hộp đựng vàng. Anh Khánh. Vậy anh Khánh, anh làm gì ở nhà mà đồ đạc gì tùm lum rồi vàng vòng của em đâu? Trời đất ơi, anh Khánh ơi, mất hết rồi. Đồ đạc rồi máy tính, tiền dành dụm mấy năm trời mất hết rồi. Anh làm gì ở nhà vậy hả? Sao cửa nẻo không đóng lại mà để ai vô lấy hết đồ vậy hả? Anh nói nghe coi. Chết rồi em ơi. Hồi sáng lúc em vừa đi làm á, cái con nhỏ nào nó xông vô đây, nó xin đi nhờ toilet. Rồi nó kêu anh là khảo sát nước hoa gì đó, nó cho anh thử một miếng. Rồi vậy đánh thuốc mê, nó lấy hết tài sản rồi em ơi. Trời ơi anh Khánh ơi, con mình nó còn nhỏ, em dạy nó không cho người lạ vô nhà đã thôi đi. Anh lớn rồi, 30 mấy tuổi đầu rồi, giờ phải dạy nữa hả? Xin lỗi anh, sơ ý quá. Trời ơi chồng ơi là chồng, khổ ơi là khổ. Bây giờ mất hết rồi, vừa lòng anh chưa?